tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoàng Sơn. Ở đây là mô hình nuôi ếch các bạn ạ. Để tôi quay xuống lò ếch giống đấy ạ. Khá nhiều. Ếch này nuôi để nhân dân giống đấy ạ. Sang năm nuôi tiếp được bạn. Toàn bộ mô hình chuồng trại này chuẩn bị sẵn để vụ tới là nuôi ốc, ếch. Khung cảnh quá rộng các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là xã gì? Trang trại nhà bác Xoay ở xã Phú Cường, Lợi. Trang trại rất là quy mô tại Hà Lợi nhá. Các bạn thấy mô hình rộng chưa? Đây là bể nuôi ba ba đấy các bạn. Đây là bể nuôi ba ba nhá. Hiện tại là rét là ba ba nó không lên ạ. Toàn bộ ao rất là quy mô hiện đại.